Từ Dừng Hoa đã quyết này, 5 năm trước, Diễm Trinh bắt đầu khởi nghiệp với 3 triệu đồng. Không hề qua trường lớp nào về Trà Hoa, cô gái trẻ tự mày mò cách làm. Hoa còn khá là nhỏ, thì chúng ta chưa có thu hoạch được bởi vì lúc này hương vị trong hoa chưa đầy đủ. Vừa sáng ra là hoa bắt đầu vừa nở, thì lúc đó là chúng ta thu hoạch. Có được những kinh nghiệm quý như thế, không phải một ngày một bữa. Bản thân Diễm Trinh không nhớ nổi, đã làm hư không biết bao nhiêu mẻ trà. Để đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, Trinh phải tự tay trồng hoa theo phương pháp hữu cơ, tự tìm những nguồn nguyên liệu sạch. Cái lúc đầu tiên em làm là hầu như là rất là nhiều người là coi cái ý tưởng của mình là giống như là nó hơi điên rồ một tí. Có một thời gian mình tưởng chừng như là mình đã bỏ cuộc, nhưng mà mình thấy cái niềm đam mê trong mình vẫn còn, mình cố gắng mình làm. Hiện Trinh đã đưa ra thị trường hơn 10 loại trà làm từ các loại hoa như đậu biếc, hoa hồng, artiso. Mỗi loại mang một màu sắc và hương thơm đặc trưng. Sản phẩm chủ yếu được phân phối sỉ đi các tỉnh thông qua fanpage Trà Hoa Sa Đéc. Em chỉ muốn là cái sản phẩm mình đem đến những cái lợi ích cho sức khỏe của người tiêu dùng. Ngoài sức khỏe là đôi khi là mình có để giải trí, bởi vì mỗi hoa nó sẽ ra mỗi màu, mỗi sắc, mỗi hương vị. Cô gái trẻ này cũng đang ôm ấp nhiều dự định mới, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm trà từ hoa. Đến với Sa Đéc giờ đây, du khách không chỉ ngắm hoa mà còn mang về nhà những gói trà nho nhỏ để làm quà tặng cho mọi người.